Những ngọn nến tháng 7 và bí mật đẫm máu ở Trung Quốc. Đã gần hai thập niên qua, vào mỗi dịp trung tuần tháng 7 hàng năm, thế giới lại chứng kiến những hoạt động thắp nến tưởng niệm của các học viên Pháp Luân Công khắp toàn cầu. Những người tu luyện ấy, họ tưởng niệm ai? Tại sao họ lại phải làm như vậy? Câu trả lời sẽ cho bạn thấy những tội ác bí mật đẫm máu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đầu những năm 1980 đến 1990, phong trào khí công tại Trung Quốc phát triển khá mạnh mẽ. Tháng 5 năm 1992, Pháp Luân Công được ông Lý Hồng Chí truyền ra xã hội và nhanh chóng được hàng triệu người đón nhận vì đem đến những lợi ích về đạo đức và sức khỏe cho cộng đồng. Theo thống kê do điều tra chính thức của nhà nước Trung Quốc năm 1998, số học viên Pháp Luân Công vào khoảng 70 đến 100 triệu người. Cuốn truyền Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công xuất bản lần đầu năm 1995, đã được thống kê là cuốn sách bán chạy nhất ở Bắc Kinh năm 1996. Đây cũng là giai đoạn Pháp Luân Công không chỉ được chính quyền Trung Quốc chấp nhận phát triển mà còn đứng ra tuyên dương, như quan chức Bộ Thể thao Trung Quốc nói trong năm 1999 rằng hàng năm, mỗi học viên Pháp Luân Công đã tiết kiệm được cho chính phủ 1.000 nhân dân tệ tiền chi phí y tế. Tuy nhiên, phản ứng của ông Giang Trạch Dân, bấy giờ là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Chủ tịch nước, lại hoàn toàn khác. Sự ghen ghét, đố kỵ với Pháp Luân Công trong Giang Trạch Dân ngày càng phình rộng. Giang Trạch Dân tôn thờ chủ nghĩa vô thần, thực hành theo tiêu chí giả ác đấu. Trong khi đó, ở Trung Quốc, dân chúng lại tự nguyện đón chào nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Công. Hàng ngày, gần 100 triệu người Trung Quốc cùng nhau tập luyện các bài tập Pháp Luân Công và đọc sách của ông Lý Hồng Chí, đông hơn cả số đảng viên bấy giờ, khoảng 60 triệu người. Điều này khiến Giang Trạch Dân ra lệnh, Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chiến thắng Pháp Luân Công. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, cuộc đàn áp Pháp Luân Công được thực hiện. Các lực lượng an ninh tràn ra khắp Trung Quốc, bắt bớ hàng chục ngàn người tập Pháp Luân Công. Theo một tờ báo của Hồng Kông, số người bị bắt lên đến 50.000 người trong một tuần. Liên tục một thời gian dài sau đó, các phương tiện truyền thông, trong đó có hơn 2.000 tờ báo, hơn 1.000 quyển tạp chí và hàng trăm đài phát thanh và truyền hình địa phương liên tục đưa thông tin vu khống Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân và Vây Cánh đã lập ra phòng 610 khét tiếng tàn bạo với mục đích tận diệt Pháp Luân Công. Kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu, hàng trăm ngàn người tập Pháp Luân Công đã bị bắt giữ và tra tấn. Nhà điều tra độc lập, nhà báo Ethan Goodman ước tính rằng có ít nhất 15% người bị giam giữ trong các trại lao động cưỡng bức là người tập Pháp Luân Công. Con số này cũng được Bộ Ngoại giao Mỹ ủng hộ. Theo các tổ chức nhân quyền, người tập Pháp Luân Công bị tù lao động cải tạo, bị tra tấn, bị bí mật giết và thậm chí bị mổ cướp nội tạng khi đang còn sống. Sau 21 năm, cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn tiếp diễn. Điều đau xót là sự tàn bạo và đẫm máu chưa từng có trong lịch sử bức hại chính tín tôn giáo trên thế giới lại xuất hiện ngay chính trên đất nước 5.000 năm lịch sử. Trong thế giới hiện đại, người ta vẫn nhắc đến sự tàn bạo của Hitler và phát xít Đức, đến những câu chuyện tra tấn, sát nhân dùng mình ám ảnh của Pol Pot và Khmer Đỏ. Nhưng chúng ta có thể chưa biết rằng có một chính quyền đang từng ngày hậu thuẫn cho việc moi tim móc gan những người đang sống để bán. Vùng đất Hoa Hạ phồn vinh thiện lương xưa kia nay đã thấm máu tươi của những người tu luyện, bị ô uế bởi bàn tay đen và tiếng cười sặc sụa của những kẻ cầm quyền. Trung Hoa, cái nôi của văn minh lịch sử nhân loại lần này, trong cuộc bức hại của chính thể cầm quyền, giờ đã là nơi hàng trăm nghìn trẻ em không còn mái ấm gia đình. Tương lai của hàng triệu đứa trẻ đã nhòa đi trong nước mắt bởi cuộc bức hại phi nghĩa và phản lý. Tranh nước mắt của một cô nhi được công bố ra thế giới đã khắc họa hình tượng ấy. Một em bé đang ôm thi hài của cha mẹ là học viên Pháp Luân Công đã bị hỏa táng thành tro. Cha mẹ em đã bị bức hại đến chết bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cố cầm giữ nước mắt, tâm hồn em chứa đầy sự đau khổ và em không biết ngày mai sẽ ra sao. Để nói cho thế giới biết sự thật đẫm máu ở Trung Quốc, để cho người dân toàn cầu có thể minh bạch sự thật về Pháp Luân Công, vào mỗi dịp tháng 7, các học viên Pháp Luân Công lại tổ chức các buổi thắp nến tưởng niệm những nạn nhân bị chính quyền Trung Quốc bức hại. Phải nói là một cuộc bức hại vô cùng tàn ác. Nếu mà so sánh trong lịch sử,
có thể so sánh với sự tàn ác của phát xít Đức vào Thế chiến thứ hai, khi mà đất nước Đức thời đó cũng giống như nước Trung Quốc bây giờ. Hitler đã hô hào toàn dân vì cái lợi ích dân tộc, vì cái sự vĩ đại của nước Đức, vì một cái vu khống cho người Do Thái, mà cả nước Đức đứng lên chống lại người Do Thái, tiêu diệt người Do Thái và xâm chiếm cả châu Âu. Rồi nước Đức còn liên kết với cả phát xít Nhật và phát xít Ý, tạo ra một cuộc chiến tranh thế giới vô cùng khủng khiếp. Tất cả đều từ những lời vu khống. Cũng giống như vậy, ở Trung Quốc hiện nay, Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp vô cùng tàn ác đối với người tập luyện Pháp Luân Công, có thể nói là dập trời dậy đất, nhưng mà lại chống lại những cái con người chỉ tập để mà có sức khỏe, để mà nâng cao đạo đức. Mọi người dân chúng ta thì cũng chưa hiểu về Pháp Luân Công lắm, cho nên rằng thì là họ hơi ngần ngại. Nhưng khi mà tôi đi chia sẻ và hồng truyền cho mọi người ấy, thì tôi nói với mọi người rằng là nên tranh thủ cái duyên đã đến với mình, tức là cái cơ hội ngàn năm có một. Khi mà chúng ta tu luyện Pháp Luân Công ấy, thì đạo đức sẽ được đề cao và sức khỏe sẽ được thăng hoa. Đó là điều mà tôi sẽ nói với họ. Là một giáo viên, tôi đã tu luyện 8 năm nay và tôi hiểu được cái kỳ diệu của Pháp Luân Công. Tôi hiểu được cái lợi ích vô cùng to lớn của Pháp Luân Công. Và tôi cũng biết rằng trên thế giới rất nhiều nước người ta đã đưa Pháp Luân Công vào các trường học, ví dụ như là Ấn Độ, ví dụ như Indo, ví dụ như Malaysia. Bởi vì Pháp Luân Công không chỉ mang lại cho người ta sức khỏe mà mang lại cho người ta cái tâm thái an hòa và bỏ đi được nhiều tính xấu, và đặc biệt là nâng cao cái đạo đức, mang lại cái trí tuệ. Đã nhiều năm trăn trở là giáo viên, tôi biết rằng đạo đức xã hội đang rất bại hoại, và đối với những giáo viên như chúng tôi rất là trăn trở và rất là vất vả để làm thế nào để cho học sinh chúng ta được tốt lên và các bậc phụ huynh đỡ phải lo lắng. Thì tôi thấy một điều kỳ diệu là giá như Việt Nam chúng ta mà đưa Pháp Luân Công vào trong trường học thì đó là niềm hạnh phúc vô bờ đối với những phụ huynh học sinh, và có thể nói là làm cho cái đạo đức của xã hội nâng cao, và trong thế hệ trẻ chúng ta sẽ có một con đường rất là tươi sáng. Theo luật pháp và hiến pháp Việt Nam tôi tìm hiểu, điều 24, điều 25 chương 2 quyền con người. Con người có quyền tự do tín ngưỡng, tự do tiếp cận thông tin. Như vậy Pháp Luân Công không bị cấm tại Việt Nam. Thực tế ngày hôm nay tại Việt Nam có rất nhiều các học viên Pháp Luân Công ở khắp các tỉnh thành, ở khắp các công viên, thu hút nhiều thành phần của xã hội, bác sĩ, thầy thuốc, khoa học, doanh nhân, nhà giáo và cả những người lao động và các em học sinh, sinh viên. Các học viên Pháp Luân Công tặng tờ giới thiệu trên phố. Đây là sự chân thành, là việc làm đại thiện và sự dung nhẫn vô bờ. Đây là chân tướng mà chúng tôi muốn gửi tới người có duyên. Đây là niềm hy vọng của sự chờ đợi. Bất kể cuộc bức hại tàn khốc đã diễn ra 21 năm, Pháp Luân Đại Pháp hay còn gọi là Pháp Luân Công vẫn không ngừng phát triển và được phổ truyền trên 114 quốc gia với hơn 100 triệu người theo học. Như hoa mai trên tuyết vươn mình mạnh mẽ, chịu đủ gian truân để đón nắng xuân. Những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp dù ở đâu, họ cũng kiên định một niềm tin: Pháp Luân Đại Pháp là tốt, chân thiện nhẫn là tốt.